mình đã quay trở lại mà mốc băng của mình với một món mới. Chị ạ, mình sẽ cho các bạn xem. Chị nghe chị vứt ra vào xong rồi hãm bức túi nhá. Ừ. Mình sẽ cho các bạn xem, đây chính là trứng chiên của hàng Nga Official. Ui bị cháy. Rất là cute. Con bé nó vừa cute mà nó vừa giỏi nữa. Chiên trứng rất là đẹp. Mình nghĩ một cái vlog ăn trưa của chị phải được tầm khoảng hơn chục cái vlog. Không ơi, chị ngồi chị múc băng cơm cháy thôi mà cũng được 11 video đấy. Mình phải cố gắng chăm chỉ quay thật nhiều vlog để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Một cục, một miếng bánh chưng nó nhỏ một xíu thôi nhưng mà mình ăn mãi không hết các bạn. Rất là nhiều. Mình sẽ múc bang đến trứng chiên nha. Mời mọi người. Mình ăn trứng thì mình ăn trứng chín thôi chứ mình không ăn trứng lòng đào. Tên 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 tên. Bye bye mọi người nhé, hẹn mọi người ở video rửa bát nha. Bye bye.